thiệu với các bạn bộ tranh thứ ba trong các bộ tranh của Diễn Trần, đó là bộ tranh Hào Quang của thầy Vũ Quý Châu. Cái bức tranh này được thiết kế với khổ giấy là A1 các bạn, và kích cỡ nó là 80 chiều rộng và nhân với cả 60 chiều dọc, và phía trên phía dưới đều có nẹp, và hai đầu nẹp đều có được chặn bằng cái nắp nhựa để tạo sự chắc chắn. Phía trên là có cái dây treo để mình có thể treo lên tường, các bạn có thể đóng đinh hoặc là đóng cái nút nhựa phía trên để mình treo, tạo sự chắc chắn và sang trọng. Thì cái bức tranh này được thiết kế trên giấy ảnh, phía ngoài được tráng bằng một cái lớp giấy bóng. Và các bạn này, hình hào quang này có ý nghĩa gì? Thì những cái người mà hay làm diện trần hay treo hào quang này ở trong nhà, tại vì bức hào quang theo như bên cảm xạ học họ đo là nó có năng lượng. Và bức hào quang này do một bà họa sĩ người Pháp, bà có khả năng thiên bẩm nhìn thấy hào quang của những người tập thiền, tập yoga, những người tập khí công nhiều năm. Thầy Châu hiện giờ thầy đã tập âm dương khí công được 55 năm rồi các bạn. Và như vậy trên người thầy người ta đo thấy năng lượng, và bức hình này nó cũng phát ra năng lượng. Và người ta nhận thấy rằng khi treo những cái bức hình ở trong phòng, người ta cảm thấy rất là ấm cúng và năng lượng nó được tăng cao. Và người ta cảm thấy cái hiệu quả chữa bệnh cho bệnh nhân cũng được nâng lên. Và người ta cảm rõ được là cái sự thoải mái khi mà người ta treo bức tranh này trong nhà, và cảm thấy năng lượng lúc nào cũng được dồi dào. Và chúng ta quan sát bức tranh này thấy rằng hai bên vai thầy có hai cái đôi cánh giống như thiên thần, rồi bên trên có cái ống trụ xuống dưới, rồi bên xung quanh phát ra cái hình hào quang màu vàng. Người ta thấy rằng cái hình màu vàng này tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho người phát minh. Và theo như lời bà họa sĩ nói, cái hào quang của thầy phát ra muôn nơi, và bà ấy không nhìn thấy giới hạn ở đâu. Và xin được gửi lời tri ân tới thầy, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Nhờ thầy mà chúng con được cảm nhận những cái nguồn năng lượng dồi dào của thầy, từ sức khỏe đến trí tuệ, đều giúp chúng con tăng trưởng vượt trội. Xin cảm ơn thầy, và hy vọng rằng các bạn đều có những cái bức tranh này trong nhà, để các bạn có thể cảm nhận được rõ ràng cái năng lượng từ thầy.